Đến nay, Lâm Đồng có 100 xã xây dựng nông thôn mới, đạt tiêu chí về giáo dục, chiếm tỷ lệ 85,5%, tỷ lệ cao nhất trong tất cả các tiêu chí nông thôn mới. Điều này cho thấy sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương trong lĩnh vực giáo dục, xem đây là tiêu chí quan trọng để tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới. Hệ thống giáo dục có sự phát triển về các quy mô lẫn chất lượng dạy học, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn hơn so với mặt bằng toàn quốc. Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở tiếp tục được học trung học phổ thông hoặc học nghề đạt trên 90%. Dự kiến trong năm 2015, Lâm Đồng sẽ có 110 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về giáo dục, nâng tỷ lệ số xã đạt nông thôn mới đạt tiêu chí này lên đến 94%.